Người nghèo nào càng bái Phật thì người đó càng nghèo, còn người giàu càng đốt tiền càng giàu. Hầu hết những người hay đăng ảnh lên mạng xã hội đều rất hợm hĩnh, những người thích nói chuyện phiếm đều là người nghèo. Những người lịch sự luôn là người có phẩm chất, những người thích khoe khoang đều là những người không có năng lực. Kẻ nào mà thượng đội hạ đạp, đích thị là tiểu nhân. Có một câu chuyện như này, anh Bùi là người ít nói, tuy không lanh lợi mồm mép, nhưng mỗi khi đến nhà sếp anh ta đều mua đồ chơi cho hai đứa con của sếp, bọn trẻ rất thích thú. Ngày nọ, sếp nói có một dự án muốn để anh Bùi làm thử, sau khi nhận dự án này, anh Bùi kiếm được 1 tỷ đồng. Nhân dịp Tết, anh ta lì xì cho cha mẹ sếp 700 triệu. Năm tiếp theo, anh Bùi vẫn duy trì tặng quà cho gia đình sếp, vẫn tiếp tục được sếp giao dự án. Cuối cùng, chỉ mất chưa đầy 1 năm, anh ta đã kiếm được 10 tỷ. Để cảm ơn sự dìu dắt của sếp lâu nay, anh Bùi lại lấy 70% trong số 10 tỷ thu nhập của mình để tặng lại cho sếp. Từ đó về sau, anh ta trở thành người được sếp tin tưởng nhất, bất kỳ dự án nào cũng giao cho anh ta thầu. Trong 1 năm tiếp theo, anh Bùi đã kiếm được 20 tỷ. Người sếp mất gần 20 năm gây dựng các mối quan hệ làm ăn mới có được một thế lực như hiện tại. Tuy nhiên, giờ đây anh Bùi chỉ mất gần 2 năm là đã quen biết hết các mối quan hệ làm ăn của sếp. Trên thực tế, là sếp đang làm việc cho anh Bùi. Vì vậy, muốn có thành công thì cần có sự giúp đỡ và hậu thuẫn. Người khác không giúp bạn là vì bạn không chạm đến lợi ích của người khác. Tìm cách kết hợp vấn đề của bạn với lợi ích của người khác để thu hút sự chú ý của bên kia. Theo bạn, anh Bùi có ra riêng sau khi đủ lông đủ cánh. Con trai của sếp sắp kết hôn, đồng nghiệp thống nhất mỗi người đi 5 triệu. Tuy nhiên, anh Bùi đã bí mật đi 50 triệu. Sau lễ thành hôn, anh Bùi đã được thăng cấp lên vị trí quản lý, lương tăng gấp đôi. Khi đến đại lý để bảo dưỡng ô tô, anh Bùi thường mang theo vài chai Sting và sau đó thợ sửa xe sẽ chỉ cho anh những gì không cần thay, những gì là chiêu trò để lừa gạt. Anh Bùi đã tiết kiệm được khá nhiều tiền nhờ điều này, cứ mỗi lần anh Bùi gặp chú bảo vệ tại khu phố đều mời chú ấy một chai Sting. Nên cho dù có về muộn thế nào đi nữa thì xe của anh Bùi luôn có chỗ đậu, hàng xóm của anh vẫn không hiểu vì sao. Nếu bạn cảm thấy bản thân mình ngây thơ, suy nghĩ đơn giản hay bị chèn ép, kinh doanh thì không chốt được đơn, làm suốt cả ngày mà vẫn không kiếm được nhiều, là do bạn chưa biết gì về bản chất con người. Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách Tư duy ngược và Tư duy mở này. Hai cuốn sách này chứa những bài học trực tiếp và rõ ràng, dạy bạn cách suy nghĩ ngược để hiểu vấn đề, tìm ra lối tắt nhanh chóng và hiệu quả để đạt được mục đích. Đây còn là cuốn sách giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, tư duy nhìn thấu linh hoạt và khéo léo. Chỉ cần hiểu rõ và áp dụng thành thạo hai loại tư duy trong cuốn sách này thì bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt.